Chào các bé, lại là chị Ong Xanh đây. Hôm nay chị sẽ cùng các bé học tiếng Anh về các hiện tượng thời tiết nhé. Let's go. Sunny. Nhiều nắng. It's sunny. Trời nhiều nắng. Cloudy. Nhiều mây. It's cloudy. Trời nhiều mây. Stormy. Bão. It's stormy. Trời bão. Rainy. Mưa. It's rainy. Trời mưa. Windy. Nhiều gió. It's windy. Trời nhiều gió. Snowy. Tuyết rơi. It's snowy. Trời có tuyết rơi. Tornado. Lốc xoáy. It's tornado. Trời có lốc xoáy. Thật dễ phải không các bé? Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Chị Ong Xanh chào tạm biệt các bé nha. Thanks and goodbye.